찬영아. 네? 촬영 몇 시에 가? 오늘 촬영 한 3시쯤 갈 것 같은데? 그렇게 늦게? 2, 3시? 네. 그럼 점심은? 지금 방금 시켰어요. 뭐? 옆집 형 집에서 저랑 또피디랑 같이. 아, 영상 찍어? 아니. 그래. 그냥 중국 요리 그냥 이제 촬영 얘기도 하면서 팀끼리. 아, 그래? 네. 그럼 나는 밥 먹으러 갔다 온다. 네. 엠. 엠 뭔데야? 뭔 까이컴? 그럼 không phải là cái lắm mà cái bình thường thôi. Anh cho em món nào mà cay nhất đúng không? Thế này là lần này thì anh sẽ mua cho em món nào mà ngon. Ngon nhưng mà cũng cay. Cũng cay. Cay hơn. Ăn không? Ok. 창원이랑 같이 갈래? 어디야? 아구찜. 오, 아구찜 좋죠. 아구찜? 응. 아구찜? 좋죠. 갈래? 가죠. 좋죠. 중국 갈래? 저도요? 싫어? 아니요, 뭐 저는 좋은데. 가자. 네. 좋으면 가자. 네. 아, 까? 엠 컴퓨터 안 까? 컴퓨터 안 까? 컴퓨터 안 까? 왜? 컴퓨터 안 thôi. Chưa bao giờ ăn. Dạ, chưa bao giờ ăn. Thật không? Thiệt. Tại sao? Không có mùi gì mà. Chắc past life em là con cá nên this life em không ăn cá. Em ăn là 5 muỗng cơm một chút cá thôi nên cũng. Thật hả? Thiệt. Món này nè. Sợ hả? Sợ hả? Ok, không sao thì ở đó có món khác đúng không? Đúng rồi, món khác. Là 생선 못 먹는데 아예. 아예 못 먹는데? 토한데 먹으면 감자탕 먹자. 감자탕은 또 해장의 짝이죠. 어제 술 마셨어? 아니요, 아니요. 오늘 얼굴이 좀 푸석푸석하다. 푸석푸석하구만. 엠 주바자 안 나다일런나 오 둥엄. 감자탕. 감자탕이요. 감자탕 중짜여야 되나 대짜여야 되나? 대짜? 중짜랑 대짜랑 큰 차이가 없는데요 가격이? 대짜로 하자 그러면. 네. 응? 감자탕은 꺼내요. 쥐어봐야 하나? 네, 쥐어봐야. 엠 nhìn thấy cay không? Nhìn thì thấy cay một chút. Cái này là thịt heo đúng không anh hay thịt bò? Cái đó là thịt heo. 배돌라 솥 맛 깜짝이야. 오케이 까마네. 이마 hai người cô hay nói chuyện không? Dạ có. Thường nói chuyện cái gì? Nói chuyện về gì? Anh ơi cái này làm sao? Oh yeah, món này nè. Tên gì ta? Cam cha thăng. Oh, tốt hơn đấy. Em nhớ là em nhớ được là 기억력이 좋아. 똑똑한. 한번 얘기해주면 잘 안 까먹더라고. 통문. 지열, 저 엠 어삿냐? 어삿? 어삿 베트남. 야야, 어삿 베트남. 니우냐, 지? 네네. 엠 thích món nào mà nấu bằng kimchi đúng không? Em thích cái nào mà có cay là. 아. Không phải là tự tin ăn cay nhưng mà không ăn cay là không có ăn được. Chắc chắn là phải cay đúng không? Ở nhà em toàn tương ớt thôi. Một tháng chắc em phải ăn 4 tới 5 chai tương ớt. Cho nên là ăn keo oxac rồi. Thì sao? Bỏ đây. Bỏ thêm. 내가 고추 시켰거든. 여기다 좀 더 맵게 하려고. 가져왔다. 지금. 딱 왔네. 좀 이게 좀 근데 칼칼해야 맛있지. 예. 이게 엄청 매운 고추잖아요. 그렇죠? 다 넣어버렸네. 하나 남았네. 다 안 넣고 버리죠 그냥. 하나 남았네. 하나 남겨둘까요? 하나 남겨둬. 그래야지 다 안 넣은 걸로. 다 매운 거니까. 다 안 넣었다 분명히. 오해하지 마. 다 안 넣었어. Anh biết là trái ớt Việt Nam, trái ớt màu xanh là cay hơn trái ớt màu đỏ. Nhưng mà cái này cũng cay. Nhưng mà cay ngon, đúng không? 아까 얘기하는 게 베트남 스타일로 먹으려면 여기에 반미 알죠? 반미를 찍어 먹어야 된다고 하는 거. 아, 그건 좀. 그러니까 그건 아니라고. 그건 좀. 그건 좀이라고 했어. 여기다 빵 찍어 먹은 건 좀. 아, 그거는. 그건 또 못 참지. 못 참. 그건 절대 못 참지. 라라. Lạ lạ hả? Nhưng mà ăn được, ăn ngon. Sao ta đắng đắng? Đắng đắng hả? Ừ. Đắng đắng thì bao nhiêu? Sao? 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 Sao?
때문에 아닌데? 시래기에서 쓴맛이 나나? 왜 그랬어? 태나 đắng đắng ngon ngon đắng đắng ngon ngon hả đắng đắng ngon ngon nó khác canh kim chi nó cũng khác canh Việt Nam nhưng mà đắng có nghĩa là không tốt mà đắng có nghĩa là không tốt mà không ngọt không ngọt hả lạ không ngọt không mặn chắc có là nghĩa cái này là do cái mùi của cái này nè cái này là gì à tên shiregi shiregi tiếng Việt là gì không biết rau chắc là do rau này nè 아니 릴리가 채소를 못 먹어서 그래. 아 그래요? 표정. 바로 물로 삼켜버리네. 컴팅하. 엠 컴팅 라우 đúng không? Dạ. Ok. Thế thôi. Anh sao không có cơm? Cơm trắng. Ok. Anh kêu luôn. Dạ. 사장님 밥 네 공기만 좀 주세요. 예. 콰이 타이티 안 드세요? 야 được. Được chưa? 쉬라기 많이 드릴게요. 나 쓰레기라고 하는 거 아니지? 쓰레기, 쓰레기. 고마해. 맴 lắm anh. 맴 đúng không? Ngon không? Ngon. Giống ice cream. Giống ice cream hả? 오, 아이스크림은 좀. 아이스크림은 좀. 짜장면 아이스크림 경험은 처음 보네. 넌 không 해? 니마 까이 không? không 까이 니마 không phải là sốt này em em thích sốt này 오 em thích 쌈장 야 너 쌈장에 또 찍어 먹는 사람 또 처음 보네 그러니까 쌈장에다가 감자탕을 와우 맛있어? 오 애만 이유냐? 애만 뜯으냐? 어때? 니울라? 상훈아 괜찮아? 맛있어? 응 진리 완전 잘 먹는데? 응 이거 thích cái này không? cái này thịt thôi thịt nhiều em thích thịt nhiều hả? dạ đúng rồi em thấy nước thế nào? Rất ngon, bây giờ ngon hơn nè. Chắc đã là mới có mấy phút thôi, chưa có mặn. Bây giờ là ngon hơn, đậm đà hơn. 고기 한 점만 더 줘. 응. 릴리. 어, 벌써 다 먹었어요? 어, 한 두 개만 더 줘야겠는데? 진짜 빨리 먹네? 진짜 먹네. 그니까, 진짜 빨리 먹네. 엠 빅 하나 해, 형? 야, 빅. 엠 틱, 형? 야, 빅. 오케이. 깻잎을 안 좋아하는구나. 깻잎은 베트남 사람들은 안 좋아해. 근데 또 베트남식 깻잎이 있어. 아 그래요? 그건 또 맛이 좀 달라. 그지? 베트남식 깻잎이 있거든. 아 그래요? 어 그건 또 맛이 달라. 제가 그건 안 먹어봤네요. 저도 못 먹어봤어요. 나만 먹어봤어? 또 깻잎은 못 참거든. 미안 안 깨나죠? 고수다 양손에 들고. 와 잘한다. có món Việt Nam mà cũng có thịt mềm như vậy không? Chắc là có. Nhưng mà em không biết món gì. Em nghĩ là có thôi, Việt Nam là nhiều món mà. Anh nói là phải ăn ở đây đúng không? Ừ, 그렇지, 그렇지. Em đang cố 그렇지, gắng, mà không biết ăn cái gì ở trong. Không sao, em bỏ đi. Như vậy là ăn rồi. Nhưng mà em chưa bao giờ ăn món này mà em thấy hợp với em không? Dạ hợp. Thịt mềm với ngon nè, không có mỡ. Tại vì anh sợ là em thấy không ngon. Dạ, tại vì em không thích ăn mỡ nhiều, không biết ăn mỡ. 나 또 이렇게 쌈장 찍어갖고 잘 먹는 사람 또 처음 보네. 그러게요. 소원님 내 왜 여유? 왜 자꾸 쳐다봐? 잘 먹지 근데? 네, 아 저 매워가지고 약간 헷갯거리고 있는데. 까이 봐. 안 까이 봐. 엠 thấy không cay. Không. em ăn thêm nữa đi một cái nữa ăn ra được em ăn được đúng không dạ được và cảm giác thấy 이렇게 잘 먹는 사람 처음 먹는 거 같아
chắc em cái này là lần đầu tiên hả? Chắc hả? Đúng rồi. Nhưng mà anh thôi em ăn hay hơn người Hàn Quốc. Chắc là người Hàn Quốc lại dùng cái này, dùng chapstick đúng không anh? Thật sự là anh chưa bao giờ thấy người nào mà công cá này ăn. Không sao, nhưng mà anh như vậy mới ngon. Người Việt Nam là ăn thịt cầm tay và chân là ngon như vậy nè. Đó. Vô. Chả thế nào nè. Chả 감탄해. 이제 카메라를 갖고 놀아. 나 진짜 잘한다. 어이 람?